Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em cùng với anh Hương á, mình cũng quay trở lại nhà của chị Dung ha. Hôm nay thì nhà chị Dung bắt đầu là mình sẽ dỡ những cái tôn hư, tôn tiếp gô cũ anh chị. Mình tháo xuống bắt đầu là mình sẽ lợp tôn mới anh chị ha. Thì đợt trước thì tụi em cũng có chia sẻ về hai căn nhà của chị Dung cũng hư mấy tôn và căn nhà của cô Tư cũng hư mấy tôn luôn anh chị. Thì hôm nay thì em cũng có kinh phí của cô chú Mạnh Thường Quân ở Texas á, thì cũng có tài trợ để mà giúp cho bà con ở Bến Tre mình á có cái máy tôn mới để mà mình che nắng che mưa vào cái mùa mưa này anh chị. Mấy rại thì Bến Tre mình mưa cũng nhiều. Mỗi lần mưa thì nhà mà bị hư tôn thì nó dột rất là nhiều anh chị. Hôm nay bắt đầu là mình tháo cái tôn của nhà của chị Dung xuống để mà mình sẽ lợp tôn mới ha. Đồng tay là ok hết rồi cả. Ok. Ok ha. Giờ lỡ anh dỡ xuống là lợp thôi. À. Tới mùa mưa này anh chị. Nhà nào mà tôn hư thì họ phải che chắn đồ đỡ thôi, chứ mà nếu mà có điều kiện thì bà con đã làm rồi anh chị. Cưa làm gì hả? Cưa làm chổi cái đấy sao nè. À. Trời ơi cái lưỡi cưa đẹp dữ ha. Anh Hương anh cũng nhờ mấy anh thợ á, thì mỗi người tay nhiều khi cũng hỗ trợ phụ với người dân anh chị, để mà mình làm cho có cái máy tôn mới để mà bà con cũng che nắng che mưa anh chị. Này thật sự là điều kiện mà nếu mà có thì người dân ta làm hết rồi, chứ mà không có để tới thời điểm mà phải ngủ nghê không đủ giấc mà nó vất vả lắm anh chị. Mưa thì nó vất vả lắm. Giờ mình sẽ lợp ở bên cái nhà chính bên đây thôi. Chủ yếu là cái nhà chính bên đây để mà che chắn cho nó kín đáo để mà mưa đồ nó không có dột, để cho mà mình ngủ nghe đồ cho nó được anh chị. Chị thấy không? Mỗi lần tháo ra một cái là nó rất là lộn xộn, cái vấn đề mà về cái tôn đồ nó bị gãy rồi nó rớt rồi xuống á. Này giờ mình lợp lên rồi xong rồi dọn dẹp nhà cửa là cũng vất vả luôn á. Còn cái tôn bên đây thì như là cái mái che bên đây thì nó cũng dột nhưng mà vẫn còn được anh chị. Chủ yếu là quan trọng là phía bên này để mà cho bà con có cái chỗ nghỉ ngơi đồ cho nó ngon giấc thôi. 5 cái phân. 5 cái phân nữa. Một cây hay sao? Ừ, cây 2 cây. Này được không? Có cây này được không? Có cây công dọc. À, hay là anh chạy ra mua. Thôi. Được không? Chỗ lên là hồi ấy tháo ra. Em chào chị Dung. Dạ. Dạ. Hôm nay là cái máy tôn của nhà mình á, dạ, là được cô chú Mạnh Thường Quân ở Texas cũng tài trợ cho mình ha. Dạ. Để mà chị có cái máy tôn mới đặng lợp lên đặng cho nó kín đáo để mình ngủ cho nó được ngon giấc cho, dạ, để che nắng che mưa vào mùa mưa này ha chị ha. Dạ. Dạ. À, thôi em cũng cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em và cảm ơn anh YouTuber. Dạ. Giờ anh mà em có được cái mái nhà. Dạ. 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 Cái mái nhà này giờ tháo xuống tôn là chắc hư hết hả chị? Dạ hư hết trơn luôn anh ơi. Dạ. Tháo ra nó bể hết trơn luôn. Dạ, dạ. Tại vì tôn tiếp gô này nó cũng tương đối là cũ rồi. Dạ. Dạ. Rồi mấy chục năm rồi đó. Dạ. Dạ. Lợp cái tôn này lên thì nó nhẹ, dạ, với giờ tôn mới là nó không có dột đồ để mình yên tâm rồi, dạ, đi làm rồi không có sợ ướt đồ đâu ha, dạ, chị ha. Dạ. 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 Em cũng mừng, trời tối qua giờ không có ngủ được luôn. Dạ. Nói vậy không biết chứ, dạ, báo tin cái là ngủ không được nguyên. Dạ. Tụi em cũng tranh thủ những ngày mà trời nắng tốt vậy nè để đi lợp, chứ để mà mưa gió tới nó chứ nó cũng vất vả. Dạ. Dạ. Hên giá trời đừng có mưa. Dạ. Giá hôm nay đừng có mưa. Dạ. Tháo ra cái nhà cửa bề bộn quá trời ha. Dạ. Dạ. Đây là các cái tôn tiếp gô cũ anh chị. Nó tôn này nó nặng dữ lắm. Mấy tôn này thì giờ là mình tháo xuống coi vậy chứ mà nó cũng mục, nó cũng bể hết trơn rồi anh chị. Dạ, bể hết trơn ha. Hôm nay đỡ cái là trời không có mưa. À, mình lợp tranh thủ để mà cho giờ đây tới trưa là xong anh chị, để mà cho gia đình có chỗ đang mình che nắng che mưa ăn ngủ rồi cho nó ngon giấc, cần có sức khỏe thằng mình đi làm tiếp anh chị ha. Nhà rất là bề bộn. Đây ngay chỗ của toilet nè ha. Này làm có một bên nè, mưa cái là nó cũng dột cái luôn á.
ăn thì lửa cái giúp mẹ dưới sông đi. Bán về chai. Nó chứ giờ không có điều kiện nên là người dân để mình ở tạm về hoài anh chị. Chứ còn nếu mà có điều kiện thì ai cũng muốn làm cho cái nhà mình nó đừng có bị dột, đặng mình cũng ăn ngủ rồi cho nó được ngon giấc anh chị. Tội nhất là mấy đứa nhỏ nhiều khi tối cái mưa lớn rồi cái nó phải thức giấc rồi sáng đi học nữa. Tranh thủ mình làm sáng hôm nay cho xong anh chị, cũng sợ mưa đồ tới coi vậy chứ mà bầu trời bây giờ cũng đang thui anh chị. Nếu mà nó ấy thì lợp lại cái này lợp sóc nóc hả? Lợp sóc nóc hả? Bây giờ bắt đầu là mình sẽ đưa to lên từ từ để bắn cho nó chắc vô với cái đòn tay anh chị. Lợp lên cái là thấy nhà là đẹp lên hẳn liền. Nay cũng có nắng anh chị. Đưa tôn mới lên là mát mẻ liền ha. Đưa tôn mới là thấy cái nhà nó sáng sủa hơn liền anh chị. Tôn cũ cái mình chấp giá rồi bạc nhựa đồ vậy chứ mà nhà còn rất là bề bộn anh chị. Tại vì chị Dung cũng đi thu mua da chai đồ mà nên là tương đối bề bộn. Ba tấm bắn ốc ở trên đây xong rồi bắt đầu cái mình lọc ở phía dưới là xong anh chị. Lợp xong tới phía cái máy ở trước rồi đang chị. Đừng có bước ra ngoài này quá nha ông vợ. Còn cái máy ở phía sau nữa là xong. Hên là hôm nay thời tiết cũng đẹp anh chị. Nên là mình lợp cái nhà này xong hết thì mưa cũng không sao. Bây giờ mình còn làm ở phía sau nữa là xong rồi anh chị. Máy phía sau nữa là xong ha. Phía trước mình bắn xong hết rồi. Những căn nhà này anh chị thấy thì giờ là mưa rồi nó dột rất là nhiều. Được những cái máy tôn như vậy thôi là người dân cũng rất là mừng anh chị. Thì qua những video này thì em cũng mong là cô chú anh chị cũng sẽ hỗ trợ thêm kinh phí để giúp cho bà con ở Bến Tre mình á. Những cái hộ mà nhà mà bị hư máy tôn rồi đó, để mình cũng có những cái máy tôn mới để che nắng che mưa ha anh chị ha. Tôn bây giờ mình đã đưa lên hết rồi đây anh chị. Đó, giờ mình lợp luôn nguyên cái mái nhà luôn. Thấy là nó sáng sủa hẳn anh chị ha. Giờ kính đáo hả chị Dung ha? Kính đáo rồi đó. Dạ. Đâu để lên trước lên coi thử coi. À, vậy là xong, vậy là có mấy nhà che nắng che mưa rồi. Đó, toàn mới tinh hết anh chị. Toàn sáng hợp luôn. Chứ cái toàn tiếp gô cũ thì nó nặng lắm, chứ nó mục rồi là nó dột dữ lắm chị ơi. Vậy là đẹp rồi.
cả nhà bây giờ lên tôn đồ kín đáo vậy là che nắng che mưa vậy là ổn rồi chị Dung ha. Dạ. Dạ. Mà cái điều kiện mình chắc đâu có điều kiện để làm mấy tôn mới như vậy hả chị Dung? Dạ, em không có điều kiện, đi buôn bán không có điều kiện. Dạ. Em đi bán giấy số nên là dạ, không có điều kiện. Ừ. Ngày hôm nay cái máy tôn của gia đình chị Dung á, là của cô chú Mạnh Thường Quân ở Texas cũng hỗ trợ kinh phí cho mình làm ha. Dạ. Thì phần kinh phí thì để cái gì cái em nhờ anh Hương cái mình cũng báo kinh phí để mà cho cô chú mình rõ hơn ha. Dạ. Phí mua dần tôn là 4.4 triệu. Phần kinh phí ngày hôm nay anh chị là của cô chú Mạnh Thường Quân ở Texas cũng tài trợ kinh phí cho gia đình của chị Dung có được cái máy tôn mới ha. Thì kinh phí là cô chú gửi về thì nó cũng dư một phần anh chị. Thì để đó thì em cũng sẽ ít phí nữa để mình sẽ làm qua cho bên hộ của cô Tư luôn ha anh Hương ha. Thì giờ đó mình xin thêm nữa mình làm cho cái hộ của cái cô Tư cũng ở hàng triệu. Nhưng mà cái hộ kia thì nó bự hơn. Dạ. Chứ phần phải cưa cây, cưa cái... cây thay cột, dạ, đoàn ta với kèo nữa. Cái hộ bên kia là thấy hình như là cái nhà vàng cột, vàng cây rồi nó hư nhiều hơn bên của chị Dung nhiều. Không, cái nó chỉ có còn 6 cột, 6 dạ, cột toàn thôi, với xi măng. Dạ. Còn cái kia là kèo nó cũng một phát cột phải thay dạ, hết, đoàn dạ, tay cũng thay luôn. Dạ. Với thay mấy cột nữa là dạ, nó nặng hơn cái nhà này. Dạ. Thì hôm nay thì em cũng đến chia sẻ video này để mong là cô chú anh chị cũng sẽ hỗ trợ thêm kinh phí để mà em sẽ giúp cho bên hộ của cô Tư để mà mình có được cái máy tôn luôn ha. Chị Dung có muốn nói về phía Mạnh Thường Quân không chị Dung? Dạ có, nhà trước hết đó là em cũng rất là cảm ơn dạ, các Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị dạ, là đã giúp đỡ cho em được cái dạ, mái nhà dạ, và để cho nó không có dột dạ, để con em rồi nó có chỗ ngủ nghê dạ. Dạ thì em cũng không có cái lời lẽ gì nói hơn thôi dạ, là em cảm ơn mấy anh chị dạ, cô bác dạ, dạ. Thì em cũng chúc mừng chị ha dạ, có mái nhà này thì để mà mấy đứa nhỏ nó cũng ngủ cho được ngon ngon giấc để mà sáng còn đi học rồi dạ, cho nó có kết quả tốt hơn ha chị dạ, ha dạ, dạ, dạ. Rồi thôi thì còn những phần sau thì ở nhà chị làm nha dạ, dạ. Cảm ơn các dạ, cô chú và anh chị dạ rồi dạ. Trong chương trình đó mà tụi em hay đi tặng quà đến từng hộ cho người dân anh chị thì dạo thì thấy là nhiều gia đình á có những cái căn nhà mái tôn đồ hư đồ nó bị dột đồ rất là nhiều anh chị, nên là hai anh em cũng có chia sẻ video để mà cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân để giúp cho bà con Bến Tre mình có cái mái tôn nặng mình che nắng che mưa cho nó được có dột rồi đó anh chị. Thì hôm nay thì có cô chú Mạnh Thường Quân ở Texas cũng có hỗ trợ kinh phí để mà em làm được cái mái nhà cho ở phía chị Dung ở đây ha. Còn căn nhà ở bên của cô Tư thì kinh phí này thì chắc nó không có đủ, nên là chắc là tụi em cũng mong là cô chú anh chị cũng hỗ trợ thêm ít kinh phí thì để mà có điều kiện năng giúp cho cô Tư luôn anh chị ha. Rồi trong những chuyến sau thì tụi em cũng đi khảo sát vậy đó để cũng giúp cho người dân có được cái mái nhà che nắng che mưa, vậy thì cũng người dân rất là mừng anh chị. Nếu mà có điều kiện thì ai cũng làm hết anh Hương ha. Chứ mà nói vậy, chứ ta để cái này là mười mấy năm rồi nó dột tựa lưa chứ dạ, nói chung ta có tiền ta làm hết, chứ mà để mà mưa nó dột ngủ dạ, không được. Nói chung là vậy thôi dạ. Thì đến cái mùa mưa này thì nó chứ nhà cửa đồ dột nát đồ nó chứ cũng khó anh chị. Có. Một số gia đình thì người ta cũng che đỡ cái bạt vậy đó, bạc thì nó cũng đỡ đỡ phần nào thôi, chứ mà trước sau gì tôn cũng hư thôi anh chị. Được những cái mái tôn về thì bà con rất là mừng ha. Dạ thôi thì video của em mình sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Dạ, rồi em xin chào ạ.